Rồi, mấy anh em mình xin chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Để sáng đi vườn á, thấy có mớ rau càng cua nè, ngon quá trời ngon. Mà nó non, nó mượt nữa. Cái mấy anh em mình sẵn hái luôn, hái là lặt, vừa hái mình vừa lặt luôn á. Cái xong cái thấy ngon quá, cái bắt đầu mấy anh em mình mới chuẩn bị thêm cái này phần thêm nha, chính là rau, chủ yếu là ăn rau. Cá mòi với mấy chiếc hộp vịt à, đó. Bữa nay mình làm một cái món rất là đặc biệt. Vậy nói luôn. Rồi chủ yếu là gỏi đi. À gỏi hả? Gỏi nhưng mà có cá mòi với trứng. À, ăn kèm. Này cũng lạ lạ nha. Rồi á bên đây em. Em ôm cái này. Mà thấy cái quần nước rước. Không phải. Ráng lội xuống thăm lưới có cá. À. Bao nhiêu lạng anh? Nặng à nha. Nặng phải không? Rồi. Em mở nhá ra cho coi đi. Mở ra đổ ra cho cả nhà xem luôn. Rồi. Để em đổ ra cho cả nhà xem luôn. Thôi. Ôi. Em đố anh con cá này là ăn cá gì nè? Như giống con cá chốt mà, nhưng mà không phải. Cá lăng đúng rồi, cá lăng đúng rồi. Sao nó còn mạnh dữ ta. Con này đúng mạnh luôn á. Anh nhìn cái lượng cá này của em vậy được chưa? Cũng ký mấy à? Dạ cái này cũng cỡ ký mấy à. Nè có cái này cũng môn phái nữa nè. Rồi bữa nay đụng chợ luôn rồi. Cá đủ biển luôn. Cá biển mà với cá sông vậy đó, đó. Cá này nè em đang thèm cá này nè. Cá lòng tông. Đúng rồi, cá lòng tông, con này mà được nhiều á, mình kho tiêu á. Rồi thầy luôn. Rồi ngon lắm. Quá đã. Cung ơn, anh có mấy cái câu rồi cho em nè cung ơn. Thôi nha, không có đưa là nướng nữa. Con này có tướng kìa. À, cái này á là mình sáng giăng lưới á. Rồi cái chắc nó dính đâu hồi tối hay gì, hay gần sáng gì, nó ngợp nước chết hết rồi. Nó ngợp nước hả? Dạ. Còn nữa. Nó còn luôn. Bốn còn. Còn con này thả anh. Thôi con này thịt ngon lắm á. Sao không cho nó vô đi, cho nó nằm ở đây. Tại sao không ba con, hai năm con mà sao mà cái đúng là cái số mà bốn con chia đều mà. Cái này đâu ít trời cái gì á. Thôi bây giờ ở đây anh làm gỏi của anh đi rồi, em ha. Đi em mặn cá nha. Rồi cô môi anh giao em là cái nồi cơm đó, một hồi là khét cái là hồi cái nín của em nổ hoa đó. Quên ấy rồi. thấy đổ mấy cá ra thấy hàm quá ngồi luôn à. Rồi giờ mà mấy anh em mình chuẩn bị làm gỏi ha. Gỏi là để giờ bà cắt tỏi bằm với hành tím. Nồi cơm chín rồi á. Giờ mình chín hơn nhẹ. Mượn cái bếp mình nấu cái này. Rồi bên đây cũng bắt lên kho cá. Wow. Cái chua cũ. Thắng bằng đường. Ủa muối á. Đường. Rồi bên đó anh làm gì anh Tâm? Anh xào cái cá mồi lại. Xào cái mồi cho nó nóng chứ mình bỏ cái củ hành vô đó. Cái này mà có bánh mì á anh. Theo không dịch lộn ha. Trời ơi. Rồi mình cho tỏi hành tím vô luôn. Mình chừa lại miếng để chút mình cho tỏi hành tím rồi nha. Ừ. Em phui sẵn cái lát hành chút rồi. Đó nhớ có cái ống tre là thổi vô mình thổi là nó lên đó. Sao mà em cũng thổi nãy giờ mà không thấy lên luôn á. Lên màu rồi. Đó màu rồi đó.
cho anh vô luôn đi. Anh đố của mình nha, có con cá mồi nào mà có 6 cái tai? Kẹ. À. Ngoài cái vỏ. Rồi cho anh cái dĩa tỏi luôn. Rồi, ủa, cái này là phần của em hết hả anh ba? Không phải tỏi mà. Cái này của em hết phải không? Rồi rồi, em thích sao à? Trong nồi nó có tôm rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho tỏi vô. Cái này ít thôi. Để chừa cho ảnh nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cho một tí gia vị vô. Nó thấm. Tí đường đi. Một chút muối. Rồi cho thêm một chút nước mắm nữa. Thôi còn miếng à. Vô luôn. Đó. Để cho nó sắc sắc cây mình sẽ cho nước vô. À, của màu của anh cũng đỏ quá nè. Màu tím mà, có cà. À, cái này là một hộp được 3 con cá nè. Hai con mấy em ơi, mất đầu mất đuôi hết rồi. Cá này nhỏ cũng không bự ha. Cho anh miếng đường với miếng bột ngọt đi. Này mình chủ yếu dằn đường với tí đường, tí bột ngọt vô được rồi. Rồi, cho lửa lên. À, như đó là xong rồi đó. Cho nó sắc cái này xuống cái này. Sắc đó sắc xong rồi mình mới cho cái hành vô. À, là cho cái này á anh. À. Khui khui. Wow. Giật miếng bọt ra. Để thử cái gia vị. Vừa luôn rồi, cái này cho nó sắc xuống chút xíu nữa là nó hơi mặn mặn á, là anh em mình giờ vừa chấm gạo luôn á. Cái nồi này nồi đất á, nó màu lúc nước. Rồi vậy là giờ vô nói anh Tâm là dộ lên là ăn được rồi. Anh Tâm ơi, lên nha. Rồi đang thiết kế. Thiết kế. Kéo xa xa là mũi ghê. Sao tự nhiên quen vẽ năm trứng, sao có cái trứng có màu kỳ vậy trời. Miếng chết liền luôn. Cái trứng này như bị dữa. Gần á. Ê. Ngon. Thời thế khó cản thì chứ mà cản không kịp luôn á. Cảm giác thấy làm sao? Ngon. Ngon. Mình nghe neo mình lâu nữa. Bốn cái trứng vậy hả? Anh Tâm ngược chạy không kịp luôn nè. Rồi dọn lên thôi. Rồi mấy anh em mình chọn mà nói chung là cái này á nha, thấy vậy thôi, thấy đơn giản nhưng mà nó nhiều công đoạn lắm á. Cái này là dầu giấm mà là giấm nhà nuôi á, cái mình bỏ đường với mình nêm nếm á cho nó muối bột ngọt cho nó vừa ăn. Rồi củ hành tím nè mình bào ra mình ngâm giấm. Rồi cái này nước mắm chút mình ăn. Rồi, sao giống chén gặp tôm của Môn quá ba. Rồi đúng lắm nè. Rồi giờ mấy anh em mình chuẩn bị chọn ha. Ở đây ăn với hộp vịt nữa. Hộp vịt ngon lắm. Nãy nhớ năm trứng luôn mà. Nằm trong bụng em hết trứng rồi. Nãy có trứng nó bị dữa. Rồi bây giờ ở bên đây em cắt nha. Em đợn đi. Em có cái đợn á. Đợn gì ta? Cắt trứng. Cái này là để cắt trứng cả nhà. Đó. Anh Tâm làm đẹp ghê không? Cái này để trên giữa vậy hả anh Tâm? Cắt cướp cướp. Nó thấy không? Thấy nó hơi rẻ rồi không? Khui. Ôi ôi không đau.
để em thử phải biết phải không đâu. Còn bốn đó, còn có bốn thôi nha. Ý mà trừ heo. Đây chút dễ chọn. Nãy cô Môn cũng có thử anh trứng rồi đó. Nãy em thử rồi ngon. Cái này xong á, làm lấy mình đảo vô. Mà thử nãy em thử trứng với màu vàng, trứng màu trắng. Này cái vàng vàng này là cái tỏi phi á. Cái tỏi phi này nãy. Chút thế nào cũng có người nói mình ăn dụng nè, mình biết trước luôn á. Để anh thử mà. Tại đổ này vô cái là bắt đầu cái chút nó sọp cho lại. Cái này để mình đổ vô cái tự nhiên cái chút xíu nó sọp trở lại. Ôi chất lượng đã ghê luôn. Cái trứng mà mình muốn luộc hồng đào á cả nhà, mình để nước sôi, nấu nước sôi xong cái mình bỏ vô khoảng từ 6 tới 7 phút tùy theo trứng lớn nhỏ là nó sẽ ra hồng đào cho mình. Còn dương miếng anh Tâm ơi. Không em sạch đẹp rồi nè, còn dương miếng. Ăn trước đi, chút cũng chia đều à. Rồi, để đó. Đây lát thấm gia vị ăn luôn. Cái này mình đợi thấm gia vị khoảng 5 phút cái mình dọn làm ăn cơm ha. Ủa? Rồi còn mấy cái này? Cái đó là chút mình để lên cái mâm á, rồi bắt đầu mình mới tăng, mình mới để lên được. Vậy là lát để này thấm xong rồi mình cho vô cái mâm cái mình để mấy sắp mấy cái này là lên rau này luôn. Mình chuẩn nhà hàng ngày sau mà. Ở đây xa quá trời nè. Đợi cho thấm chút xíu cái mình dọn lên ăn luôn. Rồi, giờ em sẽ ra em lo cái nồi kho của em. Rồi, xong. Rồi, bát cơm. Chia. Nguyên cái bông bự luôn. Wow. Cái bông luôn kìa. Rồi. Còn lấy lại hai ba hộp cơm nữa. Thử, anh thử cái món của anh đi. Ồ, nhìn hấp dẫn quá nè. Rau này, trộn này, nó hành vô. Mình chấm vô đây. Đó, một bấm. Thôi ôi. Trời. Cái tôm. Rồi, xin mời cả nhà luôn nha. Này ăn. Mời cả nhà nha. Nó ăn càng cua nhưng mà cái rau càng cua. Ủa sao không chấm cái vô cái tô này của con thử với cái phớp của cái hộp đó hồi á. Ngấm ôi nó kẹo thử luôn rồi mà này ăn thiệt luôn chứ đâu thử gì nữa mà nhìn hấp dẫn quá. Mời cả nhà. Giờ cái trứng này qua đi. Chấm vô á. Chấm vô đúng rồi. Đúng rồi. Anh làm lật là quạt chấm với cái đó. Vừa luôn. Nãy giờ chơi ăn gian thì chứ. Đồ nước mắm để đây có mình lên à. Chớp cơm lại lên anh. Chớp cơm lên. Ôi. Trời ơi đưa. Kiểu đưa đó như lúa đậu bò còn gì nữa. Rồi để ra cho em ha. Rồi. Thôi, bây giờ với con cá đi. Mình cũng làm cá này. Cái nồi này á là hồi nãy mình để nước cũng hơi nhiều rồi cái lo vô ra cho ngồi trong chòi nhiều chuyện cái còn không nhiều nước luôn. Cái nồi đất này rút nước nhanh lắm. Wow, nó đầu nóng nhưng mà nó rút nước. Cá rô mà giờ nó béo như ghê luôn trời. Cơm hết. Rồi. Hết chảy luôn. Cái này cái dĩa này mà có tình thị dế đúng không á. Thôi ăn cơm ngon hơn anh ơi. Cơm ngon hơn. Oh.
Trời ơi, con này mập phú luôn trời. Mập phú luôn phải không? Ăn trước đi, chúng mình ăn nha. Hồi đó giờ em ăn tôm kho tiêu chưa? Rồi anh. Tôm gạch đó. Bữa nay đúng là tôm kho tiêu luôn á. Kem chén cơm. Ai da. Rồi. Đồ không đau quá. Nó còn béo vô. Chấm vô đó. Còn ăn nó ngọt. Mà công nhận anh luộc trứng vịt mà anh canh được hồng đào này cũng hay chứ. Mấy trăm trứng này nó có được. Rồi mấy trứng kia nó lên màu vàng luôn mà. Ừ. Nói chung cái này mình để ý. Em mà luộc á, cái từ từ mình giật giờ lại. Nhưng mà có cái là em bỏ cái nước sôi á, cái bỏ vô để mình canh giờ. À, gì? Chăm trứng chưa anh? Chăm chưa? Chăm mà, chăm hơn. Chăm nãy anh để vô mà nó còn nhiều lắm. Thảo vì mình đầy nguyên cái đổ tre luôn mà. À, cái này trộn trộn lên nè. Dưới thấm lên. Chua chua ngọt ngọt rồi thêm nước sốt của cá nè ha. Trời. Vô đứng thức hả anh? Trời ơi, này ngon má. Phải không? Thịt bữa nay thịt trời ơi, vô được rồi. Trời ơi, nó bụng ngồi hoài, nó bụng chết luôn vậy. Chấm vô, quá vô. Mời cả nhà nha. Mà nước mắm này anh làm kẹo chứ. Kẹo ngon. Để nửa đường, nửa nước mắm. Một cái nửa chai hả? Dạ. Cái này là cái dĩa gỏi này đâu phải mình ăn cơm đâu. Ăn cơm? Không phải. Chứ gì? Chứ ý muốn gì? Uống như trà đá. À đúng rồi đó, đúng rồi đó. Mạnh mẽ lên đây. Trà đá. Uống xì tin. Sao? Cái này anh mình á ướp cái kiểu mà nó còn lại cái giữ là cái độ giòn của cái cọng rau mà cua á. Kèm với cá mòi rồi á, rồi ướp vô ăn cái nó ngon với cái vị nó vừa chấm với nước mắm. Mình ướp cái giấm đường vô mình đừng có bóp, chủ yếu là mình trộn á, chứ mà mình bóp thì nó sẽ xẹp xuống mà như mà nó cái cọng nó không có ngon giòn hết. Như cái cá mòi này không có thương vậy anh. Hử? Không có thương vậy. Có thương nó bị tan luôn à. Thương nó mềm. Xem chén cơm mà đây nó chảy luôn. Ủa, cái món này cái này là cơm nữa rồi. Nó ăn trứng thôi. Nó làm trứng nửa trứng hả? À? Đừng làm nửa trứng thôi, đừng làm trứng. Nó béo béo của cái vị mà cái lòng đào á, ăn nó béo béo ngon. Bao nhiêu trứng hồng vịt thử nghiệm rồi đó. Ngoài 100 phải không? Ngoài 100. Sao hôm qua mới hồng vịt, nay hồng vịt nữa bằng. Ừ. 4 cái trứng à. 104. Ở dưới mình là quay lại cũng phải có hồng vịt hồng gà. Như nó cũng về kiểu như mình dễ ăn á. Mình luộc lên mình ăn với rau cũng được. Có thì ăn không ngán. Anh còn một món nữa. Món hộp gà, hộp vịt nha. Để ăn cơm nữa. Bữa nào là... Im. Đừng nói cùng mòn đó. Em biết rồi. Hộp vịt chiên.
học việc hết. Cá đi, xin cá đi. Cá. Ủa. Trời, con này là ngon nhất luôn nè. Ôi. Cá bóng hả? Cá chốt à. Cái gì? Cái gì nãy đâu phải? Cá chốt còn cá lăng kia kìa. À đúng rồi, cá chốt. Cá lăng, con lăng nó nằm chà bá. Thôi mà con cá lăng nãy con còn sống dai ghê luôn. Mạnh. Bây giờ anh nói nghe, trứng á, anh còn món trứng hấp. Trứng hấp à. Thấy không? Nghe lạ không? Nó có kèm với rau không? Ăn mình ăn rau luộc. Có đột lan nữa thì thôi chịu nổi luôn. Rồi em biết cái món gì rồi đó. Bí mật đi. Để bữa nào mình ra đây mình làm nè. Thế là anh xuống anh hấp cho. Anh nắp. Anh hấp chứ không phải anh đi nắp. Hấp mà lộ 100 trứng nữa. Còn phần 3 nữa. Mà thường thường ha, mình ăn cơm mà mình có rau đậm gỏi hay bút chấm rồi á, mình ăn kèm với cá kho rồi ha, thịt kho nó ngon. Nói chung với rau cà cua này nè cũng dễ ăn. Với lá cây trên nhà rớt xuống ăn không được. Hả? Rớt vô trong cái mâm rồi. Có em tưởng tưởng đâu rớt ở ngoài lá chuối quả lớn. Chén cơm. Rồi có một chén cơm. Đó giờ nó thấm đã luôn rồi. Cá lăng nước ngọt á. Bữa nay nước ngọt nha. Với nước biển hả? Nước mưa. Dài quá. Ngọt. Để càng lâu nó càng thấm vô. Với càng cua này dễ cũng dễ ăn lắm. Ví dụ không? Mà mình có kho nồi cá nè. Để rau mình hái về cái mình chấm cho ăn cũng ngon nữa. Dạ. Với ở quê ở đồng mình á thì đi chút xíu à. Rau không thiếu. Trời, nồi cơm bữa nay không có cơm trái rồi. Mà vậy thì vừa. Nãy mình có đốt lâu không ta? Không, nãy không có lửa than. Không có lửa than. Lửa than mình đốt lá rồi. Bữa nào mình để cho trái cái nồi luôn á. Kéo luôn cơm trái. Dở lên đi luôn. Hồi đó giờ anh nấu cơm anh có bị ba tầng chưa? Ở cơm ba tầng thiết sống chín sống hả? Đúng rồi. Cháu như ở trên sống nè, ở dưới nhão nè, dưới thiết nè, chín xét đó nhớ có mới mới tập nấu cơm á là có
giờ thấy giờ nồi nấu nấu cơm giờ dễ nấu cơm bằng nồi cơm điện á, nghiêm cạch á, đo lóng ta lóng tay cái nấu là chín. Cho miếng cơm thôi. Ơi nó nấu cơm củi này cũng đâu dễ nấu đâu, phải biết canh nước nữa kìa. Ra nước rầm nước lớn nữa hả? Dạ. Không cơm mà đấy. Phải canh nước rồng nước lớn đó sao? Đẩy nấu mình nấu một cái nó trào ra. Cái này là ngoại em chỉ nha. Mình nấu mình canh nó vừa sôi lên tí xíu á, thế mình lấy đôi đũa mình vớt mình coi cái hộp cơm đó. Đúng rồi. Nhắm chừng mà nó nở được là cái mình chắc. À, mình nhắm vậy hả? Mình nhắm mắt lại nhắm. Chừng mình cho mở rộng miếng vậy sao nhắm. Thôi khoan, ngưng, đừng gấp rồi, để em mới vô. Mà còn hồi tới em nữa. Cô Mon ở đây, được cô Mon còn không? Còn á. Ờ, không có em á. Bây giờ mình mới hết rồi, đó. Yeah. Không có đưa chén được nữa rồi. Không, bữa nay thật nội luôn à. Canh cơm gì là vừa luôn nè, vừa no luôn. 3 lít à? 3 lon. Ở trong đây bà bố anh em mình mà ăn hết 3 lít mà nấu cơm chắc cũng dữ mà. À. Nếu mà 3 lít có khoảng chừng có 3 không, 2 nồi này đó. 2 nồi đầy luôn á. Nó mình đông vô cái chai 1 lít đó hả? Anh trả lời đi, em có biết được em trả lời rồi. Không ý hỏi một ít gạo rồi. Hỏi đúng. Bó chân. À cũng được. À đúng rồi một lít đó. Em tưởng một lít đó, đông vô cái chai nước mà một lít đó. Đúng. Cô Mo nói đúng. Nếu mà một lít gạo thì mình không có cái gì mình lường á, thì mình đổ gạo vô cái chai một lít là đúng một lít. Đúng. Đổ vô cho 1 lít mà đổ trở ra nữa là khoảng 3 tiếng đồng hồ. Cái này là của cô Mon nha. Không có mình đi mua gạo cái ngon mình đổ thử để chai có nước trong không. Đổ vô cái gạo dính vô chai đổ ra gạo còn dính vô chai. Mà em về được không? Đỡ quá. Rồi vừa luôn rồi, no. Thôi tới đây mấy anh em mình cũng xin kết thúc video đây nha. Rồi hẹn gặp ở nhà video tiếp theo. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Nhớ đăng ký. Nhớ like đăng ký ủng hộ mấy anh em mình nha. Ừ, 1 lít 1 lít 1 lít 1 lít á, 1 lít làm gì mới chạy á.